thì nên thưởng thức những đặc sản nào? Cái độ cay thơm của tiêu Quốc nhiều hơn các vùng tiêu khác. Bánh khéo, thực sự khéo tay mới làm được. Cái tiết canh đó của con ghẹ thì nó có cái vị ngọt ngọt, nhưng mà mình cảm thấy nó mát ha. Phú Quốc nổi tiếng với những vườn tiêu lớn và đẹp mắt. Nơi đây được coi là vựa tiêu lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bước chân vào đây, bạn sẽ bị hấp dẫn bởi một không gian xanh mướt. Tiêu ra trái thành những chùm, mọc rủ xuống và được người dân thu hái một lần trong năm. Anh Lý là một người dân đã trồng tiêu nhiều năm ở Phú Quốc. Cái vườn tiêu của mình ở đây đã trồng lâu chưa ạ? Trồng được khoảng 3 năm rồi em. Đất đai thì nói chung cũng phù hợp cho mình trồng các loại cây tiêu. Thế chăm sóc cây tiêu có gì đặc biệt không ạ? Các loại phân như là sát của cá làm tăng đi cái độ cay, độ thơm của cái hạt tiêu. Ở đây, bữa cơm của người dân ở Phú Quốc thông thường họ sử dụng để cái hạt tiêu vào. Để cho khi chúng ta ăn những cái hải sản đó thì nói chung là rất là thơm, rất là ấn tượng. Những hạt tiêu Phú Quốc mẩy, cay nồng và thơm không đâu sánh bằng. Đặc biệt, hạt tiêu là một gia vị không thể thiếu trong những bữa cơm của người dân ở hòn đảo xinh đẹp này. Tiêu thì đã có, nhưng còn cần rất nhiều nguyên liệu khác để có thể chế biến một món ăn đặc biệt của Phú Quốc. Để tìm mua những nguyên liệu đó, chúng tôi ghé thăm chợ An Thới, nằm ngay trung tâm của thị trấn. Tại đây có những thực phẩm tươi ngon để chế biến một món ăn ít nơi nào có, đó là món tiết canh ghẹ. Cái lý do hồi xưa là người ta đi biển á, trong cái lúc mà mình đánh bắt hải sản ngoài biển khi mà nó hết nước ngọt á, thì người ta mới lấy cái con cua con ghẹ này nè. Đó, người ta mới ngắt cái này ra, người ta mới nút cái nước của nó. Thì trong cái nước của nó thì nó có đủ cái khoáng chất của nó. Cho nên là nó giải được cái khác cho họ. Chỉ với những thao tác đơn giản, sau vài phút, anh Thơ đã cho chúng tôi nếm thử món ăn độc đáo này. Anh đã cắt được một chén tiết canh, canh ghẹ cho em. Thấy tiết khá là ít mà có vị hơi tanh anh ạ. Anh em thấy làm thế nào để hết tanh mình có thể ăn được ạ? Cho nên là mình ăn kết hợp với loại rau mùi. Quan trọng đặc biệt hơn là mình phải ăn kèm với tiêu xanh, tiêu Phú Quốc mới được nha. Để anh thử nhá. Anh Nam thấy vị thế nào? Lúc đầu thì hơi tanh nhưng mà sau khi ăn tiêu xanh rồi thì rất là ngọt, ngọt vị của ghẹ. Ở hòn đảo Phú Quốc còn có một món bánh với cái tên rất lạ. Lạ không phải bởi hương vị hay cách chế biến, mà bởi bánh có rất nhiều hình dáng khác nhau nhưng có chung một tên gọi, đó là bánh khéo. Chị ơi, tại sao ở đây em thấy nhiều hình dáng bánh xinh xắn như thế này? Làm thế nào để mình có thể tạo được ạ? Cái này là tùy theo cái độ khéo léo của cái người thợ làm bánh. Ở xung quanh mình có bông, có hoa, có con này, con kia vậy đó. Rồi mình sáng tạo ra những cái hình vật như thế này. Em cứ tưởng tượng nó giống như là đồ thủ công đi. Cầm nó xét em có thể nắn con này con kia đúng không? Nhưng bây giờ nó khó hơn, cái làm bánh nó khó hơn. Nó phải đảm bảo nó có nhân. Bánh khéo, thực sự khéo tay mới làm được. Khéo được làm từ bột mì, bột gạo kết hợp với nhân bánh được làm từ dừa, đậu xanh, khoai môn tạo nên những hương vị khác nhau. Nguyên liệu đơn giản, tên gọi gần gũi đã tạo nên dấu ấn vừa riêng vừa lạ cho ẩm thực của hòn đảo Phú Quốc.